hành trình từ một đứa rốt văn đến lúc mình đạt 9,75 và những điều muốn chia sẻ. Giọt mồ hôi, huyết chai tay và những lúc khóc thầm trong suốt quá trình ôn tập là tất cả những gì mình trải qua. Không có con đường nào chạy đầy hoa hồng cả. Đừng ôn khi chỉ còn một tháng. Hãy học sớm, luyện viết sớm để muốn gặt quả ngọt nha các bạn. Hành trình của mình là đi từ con số 0. Mình bắt đầu học từ toàn bộ kiến thức nền từ hồi tháng 7 năm ngoái. Mình sử dụng bút nhớ để highlight toàn bộ keyword, sau đó dùng một cuốn vở để ghi chép lại toàn bộ những thông tin quan trọng. Mình có mua một bộ sổ tay văn học của chị Hiên để tham khảo. Thời gian mình dành cho việc học văn là 2 đến 3 tiếng mỗi ngày, học 25 phút nghỉ một lần. Mình học theo phương pháp của bà Chua nha. Sau khi cảm thấy khối lượng kiến thức nền đã vừa đủ, mình chuyển sang giai đoạn luyện viết chuyên sâu. Đến tháng 11 thì mình tham gia khóa học cốt văn của chị Hiên. Thời gian cuối năm thì mình hì hục viết như một chú ong ý, đi thật nhiều để được chữa thật nhiều. Thành quả của mình là nâng điểm từ 6 đến 7 rồi đến 8. Mình mừng vì nhận thấy năng lực viết của bản thân được trau dồi đáng kể. 10 buổi học luyện viết khóa cốt là 10 buổi thực sự có ý nghĩa với mình. Mình viết tốt, viết khoa học và logic hơn, không còn phải bần thần trước mỗi đề bài khó nữa. Hành trình của mình không nhẹ nhàng và mình nghĩ nhiều bạn cũng vậy. Vì clip có dung lượng ngắn nên mình chỉ chia sẻ được một phần. Hẹn các bạn ở phần tiếp theo nha.